Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 6, chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nhiều nội dung đáng chú ý sau. Bộ Công an tổ chức khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật Công an nhân dân lần thứ 5 tại thành phố Huế. Hơn 1.300 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Việc huy động tốt các nguồn lực đầu tư xã hội góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Bộ Công an tổ chức khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật Công an nhân dân lần thứ 5, bảng thi số 4. Tham dự khai mạc hội thi, về phía lãnh đạo Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thi. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, sự nghiệp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đặt ra cho lực lượng công an những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải phát huy toàn diện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, kiến thức xã hội và phải có một thể lực tốt và có sử dụng vũ thuật, võ thuật, vũ khí điêu luyện để đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm trong mọi tình huống. Hội thi là dịp để đánh giá kết quả chất lượng tập huấn điều lệnh và huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương, qua đó biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bảng dự thi số 4 vòng loại gồm các đội tuyển đến từ công an các tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong 2 ngày 4 và ngày 5 tháng 6, các đội thi sẽ tranh tài ở các nội dung điều lệnh, bắn súng và võ thuật công an nhân dân. Kết thúc hội thi, hai đội đạt giải nhất và nhì tiếp tục tham gia vòng chung kết hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật công an nhân dân lần thứ 5 năm 2019 của Bộ Công an diễn ra tại Hà Nội. Tiếp tục ra soát để điều chỉnh quy hoạch khu B, khu C, điều chỉnh mới khu D, xây dựng quy chế, quy định về thiết kế xây dựng để thực hiện tốt quy hoạch đô thị mới An Vân Dương theo hướng hiện đại là một trong những vấn đề được ông Cải Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý tại buổi làm việc với Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh trong chiều qua. Báo cáo của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, trong khu đô thị mới An Vân Dương và khu vực lân cận, Ban quản lý có 62 dự án đã và đang được triển khai, trong đó có khoảng 30 dự án do các chủ đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, còn lại các dự án xây dựng trụ sở, trường học, các khu tái định cư đang đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc vốn khác. Theo đánh giá, các dự án trên địa bàn triển khai tốt, cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Một số dự án chậm tiến độ do vướng công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Hiện có 4 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh là quy hoạch chi tiết khu A, khu B, khu C và khu quy hoạch phân khu khu E, khu D chưa được lập quy hoạch phân khu. Qua gần 15 năm tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch chung và khoảng 10 năm thực hiện cả quy hoạch phân khu, các đồ án quy hoạch trên đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như thiếu sự đồng bộ của kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, những yếu tố tác động đến quy hoạch An Vân Dương như tình trạng biến đổi khí hậu, khả năng ngập thoát lũ, việc điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014 cho thấy sự cần thiết phải tiến hành điều chỉnh cả quy hoạch phân khu thuộc khu đô thị mới An Vân Dương. Sau khi lãnh đạo Ban quản lý khu vực đô thị báo cáo rõ 10 vấn đề đặt ra của trưởng đoàn giám sát đối với công tác quản lý quy hoạch đô thị, ông Cải Vĩnh Tuấn lưu ý một số vấn đề đáng chú ý, đó là tiếp tục ra soát để điều chỉnh quy hoạch khu B, khu C, điều chỉnh mới khu D, xây dựng quy chế, quy định về thiết kế xây dựng để thực hiện tốt quy hoạch khu đô thị mới An Vân Dương theo hướng hiện đại, đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, nhất là tại khu đô thị mới Mỹ Thượng, An Cửu City, Đông Nam Thủy An, có sự phản biện độc lập đối với chất lượng cả khu quy hoạch. Chuyển qua những thông tin khác. Chiều nay, Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức tổng kết dự án EduShare, dự án nâng cao năng lực trong đào tạo sau đại học về sinh y học theo các tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các đại học châu Âu và Việt Nam. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dung. Dự án EduShare được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Huế từ năm 2016, gồm có Đại học Tartu Estonia, đơn vị điều phối và quản lý dự án, Đại học Greifswald Đức, Đại học Essex Anh Quốc,
Viện Karolinska Thụy Điển, Đại học Y Dược Huế, đơn vị điều phối và thực hiện các hoạt động của dự án, cùng với các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng và Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Tại lễ tổng kết, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Huế ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác quốc tế giúp nhà trường ngày một lớn mạnh, cũng như đóng góp cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là khu vực miền Trung Tây Nguyên. Chương trình đào tạo tại Việt Nam được thực hiện tại Trường Đại học Y Dược Huế với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ các đại học, viện nghiên cứu châu Âu, với thời gian thực hiện dự án là 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2019. Có tất cả 19 học viên đến từ nhiều tỉnh thành tham gia. Dự án nâng cao năng lực giảng dạy và cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác nghiên cứu y khoa tại các cơ sở đào tạo Việt Nam thông qua đào tạo kỹ năng giảng dạy và hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời cải thiện chất lượng các cơ sở đào tạo Việt Nam và xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ liên ngành chất lượng cao về y sinh học. Sáng nay ngày 4 tháng 6, hơn 1.300 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Là ngôi trường nổi tiếng về dạy và học, kỳ thi luôn nhận được sự quan tâm rất lớn. Cách thức tổ chức, giám sát thi được tiến hành rất chặt chẽ. Năm nay, Trường Quốc học Huế tuyển 420 chỉ tiêu cho 11 môn chuyên toán, vật lý, hóa học và tiếng Anh, mỗi môn từ 1 lớp đến 2 lớp. Các môn sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Pháp, tiếng Nhật, mỗi môn 1 lớp. Tổng cộng không quá 14 lớp. Kỳ tuyển sinh năm nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học nhận 1.340 hồ sơ, trong đó có 321 hồ sơ của các thí sinh ngoài tỉnh, đến từ Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai. Để đủ điều kiện được đăng ký dự tuyển vào trường, học sinh trong tỉnh và ngoài tỉnh phải hội đủ các điều kiện, xếp loại hành kiểm và học lực cả năm học của tất cả các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên đều được đăng ký dự tuyển vào trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học. Là trường có tỷ lệ chọi cao, cũng là ngôi trường nổi tiếng về việc dạy và học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính vì vậy, kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học luôn được quan tâm, chú trọng về cách thức tổ chức và giám sát thi. Trong ngày hôm nay là ngày 4 tháng 6 sẽ tổ chức kỳ thi vào trường chuyên Trung học Phổ thông Quốc học, trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế. Đây cũng là một kỳ thi mà hết sức là quan trọng, bởi vì tập trung tất cả các em học sinh có năng lực chuyên môn và các em có cái năng khiếu và muốn vào các trường lập chuyên của trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế. Do vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo cho tổ chức kỳ thi một cách hết sức là nghiêm túc và đúng quy chế để làm thế nào mọi ước mong, ước muốn của các em được vào trường chuyên Quốc học Huế là một cái ước mong của gia đình, và để làm thế nào để cái chất lượng ở trường chuyên ngày càng được nâng cao. Trong sáng ngày 4 tháng 6, các thí sinh thi các môn chuyên ngữ văn, toán, tiếng Anh. Buổi chiều thi các môn lý, sinh, tin, sử, địa, hóa, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Các môn ngoại ngữ thi nói vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6. Dự kiến kết quả thi sẽ được công bố chậm nhất là ngày 14 tháng 6 năm 2019. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nâng cao chất lượng thảo luận của chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính và chuyên viên tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Hội thảo thu hút 29 bài viết và nhiều ý kiến tích cực của các tác giả là cán bộ quản lý, nhà khoa học, giảng viên nhà trường, giảng viên ngoài trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Trong đó, các bài viết ý kiến tập trung xoay quanh vấn đề về nâng cao chất lượng thảo luận, những kinh nghiệm trong thảo luận trong từng môn học, phân học, những kinh nghiệm để có buổi thảo luận thật tốt. Ngoài ra, tại hội thảo, các đại biểu tham dự đóng góp nhiều ý kiến về bàn giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận chương trình trung cấp lý luận chính trị. Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh có những buổi thảo luận trên lớp ngày càng cao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong tình hình hiện nay. Tiếp tục với những thông tin khác, Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và ra quân hoạt động hè năm 2019 với những hoạt động bảo vệ môi trường và tình nguyện vì cộng đồng tại địa phương. Với chủ đề ô nhiễm không khí, chúng ta không thể ngưng thở và chúng ta cần hành động để cải thiện chất lượng không khí, Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới kêu gọi các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, các đoàn viên thanh niên từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh cả hoạt động tuyên truyền, vận động giáo dục cán bộ và người dân cùng tham gia tiết kiệm nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thực hiện tổ phong trào nói không với túi ni lông và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, chống rác thải nhựa, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị hưởng ứng ngày nông thôn mới kết hợp với thực hiện kế hoạch ngày chủ nhật xanh với chủ đề hãy hành động để A Lưới thêm xanh, sạch, sáng.
tích cực thực hiện có hiệu quả đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trong đoàn viên thanh niên tại địa phương, tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách có công với cách mạng, tổ chức các sân chơi, tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tránh nguy cơ đuối nước và tai nạn trong dịp hè. Hưởng ứng ngày đại dương thế giới mùng 8 tháng 6, Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức thả nguồn giống thủy sản tại hai khu bảo vệ thủy sản Đá Dâm và Đá Miếu thuộc địa bàn xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân địa phương và bổ sung thêm nguồn lợi thủy sản vùng đầm phá. Đợt này, đơn vị tổ chức thả hơn 104.000 con tôm sú giống và 2.000 con cua giống vào hai khu bảo vệ thủy sản Đá Miếu và Đá Dâm thuộc hệ thống đầm Cầu Hai, nhằm bổ sung thêm số lượng con giống, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và phát triển cân bằng môi trường hệ sinh thái đang bị ảnh hưởng. Thông qua hoạt động, còn góp phần tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến bà con ngư dân tại địa phương. Được biết, đây là đợt thả tải tàu lần thứ 3 thuộc cả hoạt động tải tàu nguồn lợi thủy sản do Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức, nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng dân cư, xã hội có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản nói chung và môi trường thủy sinh nói riêng. Trung bình mỗi năm, hoạt động tải tàu nguồn lợi thủy sản với số lượng đạt gần 200.000 con giống các loại. Thưa quý vị, hiện nay Điện lực Thừa Thiên Huế quản lý trên 720 km đường dây trung áp và hạ áp, cung cấp điện cho hơn 300.000 khách hàng. Đa số các tuyến dây cáp điện này đều đi qua địa bàn đồi núi, rừng trồng, nên việc quản lý và đảm bảo an toàn hành lang lưới điện để cấp điện an toàn luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của ngành. Đã có những quy định pháp luật về đảm bảo an toàn và xử lý vi phạm an toàn hành lang lưới điện, song thực tế, việc triển khai công tác này thời gian qua vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự sẽ cho thấy rõ hơn về vấn đề này. Theo quy định pháp luật hiện hành, thì hành lang lưới điện có bề ngang là 3 mét tính từ mép ngoài dây điện. Giữa hành lang tuyến không được trồng cây hoặc xây dựng các công trình gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện. Thực hiện quy định này, trong thời gian qua, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền cũng như đo đạc đền bù diện tích đất sản xuất trong khu vực hành lang tuyến. Song, việc trồng cây lâm nghiệp của các chủ rừng vẫn chưa tuân thủ đúng quy định, gây ảnh hưởng đến an toàn cấp điện. Hiện nay các cái keo rất cao và nó đã ngã cong vào đường dây, có nguy cơ là tiềm ẩn gây sự cố rất lớn, đặc biệt là những cái tháng này khi mà mùa giông lốc thì gió lớn, cây nó chạm vào đường dây rất nhiều lần và gây sự cố cho điện lực Hương Trà với tần suất rất là lớn. Về công tác mà giải phóng hành lang thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì là cái này để mà thuận tiện trong công tác này thì đơn vị phải đi đến thỏa thuận với từng nhà từng hộ dân, phải có sự đồng ý của dân mới có thể làm được, nên cái công tác này thường thường kéo rất là dài và cũng mất rất nhiều công sức. Chỉ tính riêng đoạn đường hơn 10 km của lưới điện 22 kV đi qua địa bàn thôn Chầm và khu tái định cư Lim của phường Hương Hồ đến xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Để đảm bảo an toàn cho tuyến này, công nhân ngành điện phải trèo dốc hàng chục mét với địa hình trắc trở để phát quang tuyến. Chưa kể các chủ rừng gây không bị khó khăn khi đòi hỏi phải đền bù thỏa đáng. Trong khi đó, hành lang tuyến đã được quy định không được trồng cây gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện. Nhưng thực tế, quy định này đã bị bỏ qua. Giữa tuyến, cây keo tràm được trồng với mật độ dày đặc, có chiều cao từ 7m đến 13m. Lại ở địa hình cao, độ dốc, khi có gió mạnh hoặc dòng lốc, thì việc cây ngã đổ, gây chập, nổ đứt đường dây là điều khó tránh khỏi. Việc xử lý vi phạm này còn thiếu sự phù hợp của nhiều địa phương. Thực trạng quản lý về hành lang an toàn lưới điện là một công tác rất là phức tạp, khó khăn của ngành. Vì hành lang lưới điện bây giờ chủ yếu đi qua rừng trồng, khó khăn ở đây là sự phối hợp giữa chính quyền địa phương chưa nhiệt tình. Vì ngành điện thì chỉ mở ngang cái mức là khi họ vi phạm chỉ có thông báo cho các cơ quan ban ngành. Còn về chính quyền, về cái nguyên tắc xử phạt theo 134, nghị định 134 thì chính quyền địa phương họ mới có nguyên tắc, có cái cơ chế xử phạt đối với người vi phạm. Thì đó là công tác cũng ảnh hưởng đến thực hiện cái hành lang toàn lưới điện của công ty. Đã có nghị định 134 năm 2013 của chính phủ quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực hoạt động trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện. Tuy nhiên, việc ra quyết định xử phạt người vi phạm vẫn còn rất nhiều khó khăn từ các đơn vị chủ quản và chính quyền địa phương.
nên hiện tại hàng trăm km đường dây điện trung áp và hạ áp đi qua địa bàn vùng Cổ Nội đang chịu tác động của cây trồng, ảnh hưởng hành lang an toàn lưới điện. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với tổ chức ADRA tại Việt Nam tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các hộ dân hưởng lợi thuộc dự án phục hồi sinh kế sau bão Damrey tại Thừa Thiên Huế. Trong đợt hỗ trợ lần này, có 70 hộ dân tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền được nhận gà giống, cá giống và thức ăn chăn nuôi để phát triển sản xuất. Trước đó, 37 hộ dân của xã Phong Hòa cũng đã được tổ chức ADRA trao tặng lợn giống và thức ăn gia súc. Đây là đợt hỗ trợ người dân thứ hai thuộc dự án phục hồi sinh kế sau bão Damrey tại Thừa Thiên Huế trên địa bàn huyện Phong Điền. Đây là dự án viện trợ không hoàn lại do tổ chức ADRA tài trợ thực hiện tại huyện Phong Điền với 125 hộ dân được hưởng lợi. Mục tiêu của dự án là góp phần phục hồi sinh kế hộ gia đình và nâng cao năng lực phòng chống và ứng phó với thiên tai cho các gia đình chịu ảnh hưởng sau bão Damrey. Thưa quý vị, tại nhiều địa phương, việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gặp không ít khó khăn khi nguồn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế. Để thực hiện có hiệu quả chương trình thì việc huy động tốt các nguồn lực đầu tư xã hội sẽ góp phần rất quan trọng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy, địa phương nào làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu chính mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và thụ hưởng những thành quả từ chương trình thì ở đó, chương trình xây dựng nông thôn mới mới có những bước phát triển rất khởi sắc. Phóng sự ghi nhận về công tác này tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, địa phương đặt mục tiêu cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, nguồn ngân sách địa phương khó khăn, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Hương Thọ đã phát huy hiệu quả quy chế dân chủ, làm tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của mỗi một người dân. Điển hình trong phong trào này có ông Tôn Thất Quang. Sau khi được địa phương thông tin tuyên truyền về chủ trương nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa tuyến đường liên thôn dài hơn 200 mét, ông đã quyết định hiến hơn 60 mét vuông đất vườn mà không nhận tiền đền bù để thi công tuyến đường này. Sau khi mà nghe được chủ trương đường lối của nhà nước thành lập chương trình nông thôn mới thì riêng bản thân tôi cũng là rất đồng tình và rất phấn khởi. Bản thân tôi cũng cố gắng hy sinh một số đất đai để mà mở con đường để cho con cái sao con em ở trong thôn xóm có được cái thuận tiện và giao thông vẫn được tiện lợi. Thì chúng tôi đã là vận động một số bà con đã hiến đất dài là 300 đường về dài là 300 mét. Và còn vận động thêm một số hộ dân nữa và mạnh thường quân để ủng hộ tiền của để đóng góp vô để xây dựng con đường mới để cho bà con đi lại trong mùa mưa lụt bão được tốt hơn. Chỉ tỉnh riêng trong 2 năm 2018 và 2019, chính quyền địa phương xã Hương Thọ đã tranh thủ cả nguồn vốn đầu tư của cấp trên, nguồn nỗ lực trong nhân dân và nguồn kinh phí hỗ trợ của các mạnh thường quân đã quan tâm ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 67 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp trên 700 triệu đồng. Với những nỗ lực, cố gắng đó, đến nay xã Hương Thọ hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và đang đặt ra mục tiêu phấn đấu về đích xã nông thôn mới vào cuối năm nay. Trong 2 năm qua thì với tổng thì bà con nhân dân hiến đất, cây cối hoa màu trên đất và cũng như huy động các mạnh thường quân về như xây dựng các cái tuyến đường, về giao thông cũng như là các cái điện rồi cái thắp sáng rồi camera thì đến nay thì hỗ trợ các nguồn lực thì khoảng hơn là 700 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho thấy địa phương nào phát huy tổ quy chế dân chủ, làm tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng đầy đủ về mục đích của xây dựng nông thôn mới thì địa phương đó sẽ huy động được sức dân cùng chung tay thực hiện các tiêu chí và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà là một trong những địa phương làm tổ công tác này cần được nhân rộng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.